để giúp chị cả Vân Khánh lấy lại danh dự, giải được nỗi oan. Hai cô em gái là Vân Vân và Trang đã hợp sức cùng Duy, Phong lập kế hoạch lấy được thẻ nhớ trên xe của Quyết, bồ của Thương. Lần này, Vân hóa Trang thành cô nàng sành điệu, gợi cảm và đóng giả làm bạn gái của Phong. Hai người cãi nhau tại bãi đỗ xe, thu hút sự chú ý của tên Quyết. Sau đó, Vân nhờ và Quyết quá giang, chờ thời cơ hành sự. Sau khi tập phim lên sóng, màn lên đồ xuất thần của cô út Vân Vân, ba chấm nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá xinh đẹp. Trong các phân cảnh trước, Ngọc Huyền chỉ trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với bối cảnh nên khi có dịp thay đổi, nữ diễn viên trẻ đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước dung mạo sắc sảo. Ngọc Huyền sinh năm 1999, là sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô là tân binh của vũ trụ điện ảnh VTV, đảm nhận vai em út Vân Vân trong Thương Ngày Nắng Về. Dù diễn xuất chưa hoàn thiện nhưng với nét đáng yêu, trẻ con, Ngọc Huyền được khán giả đánh giá khá tròn vai, phù hợp với nét tính cách của nhân vật. Trước khi nổi tiếng với vai Vân Vân, cô là mẫu ảnh khá quen mặt tại Hà Nội. Ngoại hình của Ngọc Huyền luôn nhận được lời khen có cánh từ công chúng. Cô được xem là gương mặt tiềm năng cho thế hệ diễn viên Gen Z trên màn ảnh VTV. Trong những diễn biến sắp tới của phần 2, chuyện tình của cô em út và ông chú Đông Phong được người xem mong đợi hơn cả cặp Duy, Trang, Phong, Vân bắt đầu có những rung động trước đối phương và có những tình huống hài hước hứa hẹn tạo được hiệu ứng tích cực từ khán giả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.